Hello, xin chào toàn thể quý vị các bạn đã quay trở lại với kênh mua bán xe cũ. Tôi là Tuấn, là nhân viên kinh doanh của Alam Auto, có địa chỉ tại số A5 Đinh Núp, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội. Thì hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho quý vị các bạn tất cả những mẫu xe hiện nay đang có ở cửa hàng của chúng tôi ngày hôm nay. Thì chiếc xe đầu tiên mà tôi muốn giới thiệu cho quý vị các bạn đó là mức giá chỉ loanh quanh 400 triệu mà 7 chỗ. Đấy. Đó là chiếc Kia Sorento. Chiếc xe được sản xuất năm 2011. Đây là phiên bản nhập cuối cùng của dòng Sorento quý vị nhá. Đấy, xe biển thủ đô rồi. Quý vị các bạn về lấy hay là sang tên thì trong một buổi là xong thôi. Thì hiện tại chiếc xe này được chào bán ở cửa hàng với mức giá loanh quanh hơn 400 triệu một chút thôi là quý vị có thể sở hữu chiếc xe này rồi. Động cơ 2.4 máy xăng rất là khỏe, chở gia đình đi rất là tuyệt vời, 7 chỗ rộng rãi nữa. Đấy. Bên cạnh đây là một chiếc Mazda CX-5 được sản xuất năm 2017 bản 2.0 quý vị nhá. Đấy, xe trang bị cho mình ngoại thất màu trắng này, nội thất màu đen rất là đẹp. Chủ xe đi cực kỳ giữ gìn. Xe đã mang biển Hà Nội rồi. Thì tất cả các thủ tục sang tên các thứ thì của quý các bạn thì cũng rất là nhanh gọn thôi. Trong ngày là xong, xe mới chạy đâu đó tầm 6 vạn, hơn 6 vạn, còn rất là đẹp. Thì hiện tại chiếc xe này đã được chào bán ở cửa hàng với mức giá là hơn 600 triệu. Đấy, hơn 600 triệu là cũng có thể sở hữu chiếc xe này rồi. Quý các bạn muốn biết giá chi tiết hơn thì hãy liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua số hotline bên dưới. Chúng tôi sẽ đưa cho các bạn một mức giá hợp lý nhất để quý các bạn có thể sở hữu được những chiếc xe này. Đây là một chiếc Hyundai Tucson được sản xuất năm 2019 bản 1.6 turbo. Đấy, form này là form mới rồi quý vị nhá. Thì chiếc xe này trang bị cho mình ngoại thất màu trắng này, nội thất màu kem rất là đẹp. Đấy, chủ xe đi cực kỳ giữ gìn, mới đi đâu đó hơn 2 vạn thôi. Thì hiện tại chiếc xe này đã được chào bán ở cửa hàng với mức giá là 890 triệu đồng. Đấy là có thể sở hữu chiếc xe này rồi. Bên cạnh đây là một chiếc Ford Explorer. Chiếc xe được sản xuất năm 2016, đăng ký lần đầu 2017, biển thủ đô. Đấy, xe trang bị cho mình ngoại thất màu đen này, nội thất màu kem rất là đẹp. Xe mới chạy đâu đó anh quanh 6 vạn. Đấy, chủ xe đi cực kỳ giữ gìn. Nội ngoại thất, tất cả các chi tiết của xe đều là nguyên zin thôi, nhà sản xuất cả. Thì hiện nay chiếc xe đã được chào bán anh quanh 1 tỷ 2. Đấy, hơn 1 tỷ 2 một chút thôi là quý vị có thể sở hữu được chiếc xe này rồi. Đấy, một dòng xe đến từ Mỹ đầm chắc. Đấy, đi trải nghiệm người dùng cực kỳ sướng luôn. Đây là một chiếc xe nữa đến từ thương hiệu của Nhật Bản. Đây là chiếc Mazda CX-9 nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản quý vị nhá. Bản này là bản full size rồi, rất là rộng rãi. Xe trang bị cho mình ngoại thất màu trắng này, nội thất màu đen rất là đẹp. Thì chiếc xe này hiện tại đang được chào bán ở cửa hàng với mức giá hơn 700 triệu là quý vị có thể sở hữu chiếc xe này rồi. Xe cũng đang mang biển thủ đô rồi quý vị nhá. Đấy, hơn 700 triệu, xe đi cực kỳ dữ. Quý vị có thể các bạn có đến xem và trải nghiệm chiếc xe này nhá. Đây là một chiếc xe nữa đến từ thương hiệu của Đức, đó chính là Mercedes C200 sản xuất năm 2013. Xe trang bị cho mình ngoại thất màu xi măng, màu hot trend của năm nay đây quý vị ạ. Nội thất màu đen rất là đẹp. Thì hiện tại chiếc xe này được chào bán ở cửa hàng với mức giá là hơn 500 triệu thôi. Hơn 500 triệu là quý vị có thể sở hữu chiếc xe này rồi. Bản Edition quý vị nhá. Đấy, sản xuất 2013, số tự động, máy rất khỏe. Còn đây là một chiếc xe đến từ thương hiệu của Đức, đó chính là chiếc Ford EcoSport. Chiếc EcoSport này sản xuất năm 2017. Đấy, cũng biển thủ đô. Xe trang bị cho mình ngoại thất màu xanh này, nội thất màu đen rất là đẹp. Con này mình đánh giá là chủ xe đi cực kỳ giữ gìn luôn. Đấy, ghế da có rất căng. Thì chiếc xe này hiện tại đã được chào bán cửa hàng với mức giá là hơn 400 triệu thôi. Hơn 400 triệu là quý vị có thể sở hữu chiếc xe này rồi. Đấy, mời anh camera đi về phía đằng sau này. Phía đằng sau này thì trong đây mình có một chiếc Hyundai Accent này, sản xuất 21 này, trang bị ngoại thất màu trắng, nội thất ghế da bản ghế da hai màu trắng đen này. Đây là bản đặc biệt quý vị nhá. Loanh quanh hơn 500 triệu, sản xuất 21, xe có rất là mới chạy có hơn vạn thôi. Còn đây là một chiếc nồi đồng cối đá của dòng Toyota, và chiếc Toyota Vios. Chiếc xe được sản xuất năm 2013. Đấy, xe trang bị cho mình ngoại thất màu vàng cát này, nội thất màu kem rất là đẹp. 2013 nhưng mà chủ xe đi khá là giữ gìn. Xe có rất là đều, rất là đẹp. Loanh quanh hơn 300 là quý vị có thể sở hữu chiếc xe này rồi. Đấy, liên hệ trực tiếp với chúng tôi để có được một báo giá tốt nhất quý vị nhé. Hơn 300 thôi. Tầm 7 chỗ, một chiếc xe 7 chỗ nữa của dòng Hyundai, đó chiếc Santa Fe được sản xuất 2009 này. Chiếc xe này hơn 400. Loanh quanh con này đang chào ở cửa hàng là 475 triệu. Nếu quý vị các bạn có nhu cầu mua xe thì hãy liên hệ trực tiếp với chúng tôi. Số tự động, 7 chỗ. Đấy, máy dầu đi cực kỳ bền bỉ. Đấy. Xe biển Hà Nội, biển rất đẹp.
30E 358 35 đấy, rất đẹp luôn. 475 triệu. Một chiếc xe nữa là chiếc Hyundai Tucson sản xuất năm 2021 quý vị nhá. Đấy, xe trang bị cho mình ngoại thất màu đen này. Nội thất ghế da màu kem rất là đẹp. Xe này là xe bản, này là bản tiêu chuẩn nhá, sản xuất năm 2021. Loanh quanh 800, hơn 800 một chút là quý vị được sở hữu chiếc xe này rồi. Và chiếc xe cuối cùng mà tôi muốn giới thiệu với quý vị các bạn ngày hôm nay đó là chiếc đây là chiếc xe Toyota Altis được sản xuất năm 2019 quý vị nhá, bản G. Thì hiện tại chiếc xe đã được chào bán ở cửa hàng với mức giá là loanh quanh hơn 600 triệu. Hơn 600 triệu là quý vị sở hữu chiếc xe này rồi. Đấy, xe cực đẹp luôn. Xe biển tỉnh, đã rút hồ sơ cầm tay rồi quý vị nhá. Bên cạnh đây là một chiếc Audi A4 được sản xuất năm 2011. Đấy. Xe biển thủ đô, một chủ từ đầu. Thì chiếc xe này đã được chào bán ở cửa hàng với mức giá là hơn 400 triệu. Đấy, hơn 400 triệu là quý vị sở hữu chiếc xe này rồi. Thì trên đây là tất cả những mẫu xe mà tôi muốn giới thiệu với các bạn trong ngày hôm nay. Thì nếu quý vị các bạn có nhu cầu mua những chiếc xe trên thì hãy liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua số hotline ở bên dưới. Chúng tôi sẽ giải đáp tất cả các thắc mắc của quý vị về những mẫu xe này. Thì video đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong những video tiếp theo.